Sau khi xảy ra sự cố mất sóng di động tối mùng 4 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, nhà mạng Mobifone đã đưa ra lời xin lỗi, đồng thời giải thích nguyên nhân là do tình trạng nghẽn mạng cục bộ. Theo đó, Mobifone đã gửi tin nhắn xin lỗi đến khách hàng nhằm góp phần khắc phục hệ quả từ sự cố chiều tối mùng 4 tháng 1, Mobifone xin gửi đến khách hàng 4 GB data, 10 phút gọi thoại liên mạng, 20 phút gọi thoại nội mạng Tuy nhiên người dùng chỉ có thể sử dụng gói đền bù này trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được tin nhắn. Trước đó sự cố ngày mùng 4 tháng 1 kéo dài trong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Từ 17 giờ, người dùng tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nhận thấy tình trạng mạng MobiFone không còn vạch sóng, không thể truy cập các dịch vụ thông thường. Vấn đề sau đó lan rộng ra các tỉnh thành tại khu vực phía Nam và đến gần 22 giờ, nhà mạng thông báo đã khắc phục xong sự cố. Người dùng bắt đầu truy cập vào được mạng nhưng cũng chưa ổn định ngay hiện nhà mạng này vẫn đang tiếp tục điều tra để tìm ra lý do chi tiết hơn như điều gì dẫn tới vấn đề nghẽn mạng này